Chào tất cả mọi người đến với kênh của bên Mộc Nội Thất nha. Thì hôm nay bên nhà Mộc đang chuẩn bị giao mẫu hàng này đi cho chị Nhã Phương ở bên thành phố Bà Rịa. Thì Mộc sẽ quay cho mọi người coi nha. Và chiếc tủ áo là chị đặt theo cái combo là tủ áo bàn trang điểm và nữa là chiếc giường nữa. Thì chiếc tủ áo này là nó có 3 buồng. Thì kích thước của nó là ngang 2m3. Và cái chiều dài, chiều cao của nó là 2m, chiều sâu của nó là 55. Và như bạn để ý là cái bên hộc này thì chỉ thiết kế là để đồ đó, còn bên hộc bên này ấy thì có bên một móc treo, còn ở dưới nó sẽ có hai cái ngăn hộc kéo. Thì ngăn hộc kéo này có khóa nhé mọi người, thì mọi người có thể để đồ bên trong này cũng được, hoặc là để quần áo hay gì ấy, bạn để bên trong cũng được nha. Còn nó có thêm một cái ngăn ở giữa nữa. Ngăn ở giữa này thì bạn có thể để các đồ nhỏ hay là vali hay quần áo bạn xếp vô, bạn có thể để trong các ngăn như thế này nha. Thì nó có 5 tầng. Và chiếc tủ áo này là giá chỉ có 6 triệu 900 ngàn thôi nhé mọi người. Và Mộc sẽ miễn phí giao hàng tận nhà cho mọi người trong vòng bán kính 40 km. Còn như chị Nhã Phương là ở bên Bà Rịa thì Mộc sẽ tính phí ship của chị nữa là 600 ngàn. Đó là chị đặt là tủ, à, bàn trang điểm, giường ấy nha. Đó. Còn chiếc tủ áo này thì chất liệu của nó là gỗ công nghiệp MDF. Và cái loại MDF này nó sẽ chống nước được nha mọi người. Là trên bề mặt của nó chống nước, chống trầy xước luôn. Và chiếc đi theo nó là chiếc combo bàn trang điểm này. Và bàn trang điểm này giá chỉ 1 triệu 400 ngàn nha. Cực kỳ rẻ nha mọi người. Chiếc bàn trang điểm này 1 triệu 400 ngàn. Là nếu mà bạn mua lẻ thì Mộc cũng bán lẻ nha. Là Mộc sẽ miễn phí giao hàng tận nhà cho mọi người trong vòng bán kính 40 km luôn. Là 1 triệu 400 ngàn nha mọi người. Còn chỉ đặt kèm thêm là thêm cái giường nữa. Thì xíu cuối clip Mộc sẽ lắp ráp cái giường ở nhà chị cho mọi người coi. Chiếc bàn trang điểm 1 triệu 400 ngàn. Chiếc tủ áo là 6 triệu 900 ngàn. Miễn phí vận chuyển tận nhà bạn nha, trong khoảng bán kính 40 km. Và cái tủ này ấy, thì như Mộc nói là cái gỗ MDF ấy, thì nó là giấy ép. Nên cái loại này xài xài cực kỳ bền nha mọi người. Mọi người có thể xài 15 đến 20 năm vô tư. Nếu mà mọi người đi chung cư ấy thì mọi người sẽ thấy là cái nội thất chung cư người ta đi về loại gỗ này rất là nhiều. Đó. Thì thằng này thì cái giấy thành của nó rất là mềm, nên mình xài khoảng 15 20 năm thì mình đổi vô tư nha. Đấy, và cái tủ này Mộc đu lên này, vô tư nhé mọi người. Và ở dưới là Mộc có thiết kế bánh xe cho mọi người ấy, thì mọi người có thể di chuyển ở trong phòng được, hoặc là mọi người thích di chuyển tủ qua nơi khác thì mọi người đẩy đi thôi. Đó, nhưng mà cái bánh xe thì Mộc làm cái chân ấy nó che đi á, nên không có thấy bánh xe nha, nên nhìn rất là thẩm mỹ luôn. Và ở bên trong là Mộc sẽ thiết kế bạn lề, và tất cả cái như Mộc lấy cái ổ khóa Mộc kè cho mọi người coi nha. Đó. Thì tất cả cái chỗ này là nó chống trầy hết nhé mọi người, nghĩa là mọi người lấy cái các vật nhọn sắc gì mọi người kè lên ấy, này nó chống trầy. Thì cái này là chất này là phủ melamin. Cái kỹ thuật này thì đang được áp dụng rất là nhiều nhé mọi người. Cái mấy cái ván mà melamin này ấy, bây giờ cái gỗ mà oken ấy, cái loại mà mùn cưa dăm ấy, nó ép lại thì người ta cũng phủ loại này luôn. Nhưng mà cái loại này là MDF, nó là giấy ép nhé mọi người. Còn nếu mà cái mùn cưa dăm ấy, nếu mà cái mùn cưa dăm ấy thì nó sẽ rẻ hơn một tủ ấy, là được 800 ngàn. Đó. Thì mấy bữa Mộc sẽ quay cho mọi người coi mấy cái tủ mà MFC. Đó. Còn cái tủ này là MDF nhé mọi người. Và các ngăn hộc kéo Mộc thiết kế cực kỳ vững luôn. Có 5 tầng ngăn. Bên trong này bạn lề để bạn có thể mở ra hay cánh cửa. Phủ melamin chống trầy thì cái loại này bên trong nó là vén ấy, thì mình phủ vân gỗ gỗ rẻ bên ngoài thôi. Còn cái loại này thì cái cắn của nó không có bị cong vân, bởi vì cái gỗ nó là gỗ công nghiệp mọi người, nên gỗ nó xử lý hết rồi, là nó không bị mối mọt hay cong vân gì nha. Như Mộc ngồi lên trên cái tủ này nó cực kỳ vững nha mọi người, chứ không phải là yếu nha. Cái tủ này như bạn đứng vô trong này thoải mái luôn. Đó. Ngang là tủ này là 2m3 nha mọi người. Đó. Đây cho mọi người coi về bên hông tủ. Bên hông tủ thì nó cũng là ván MDF luôn, nó cũng là chống trầy chống xước luôn nha mọi người. Ở đằng sau lưng nó cũng là vậy luôn. Mộc sẽ làm
ốp tấm vén. Nhưng mà cái vén sau lưng ấy thì Mộc sẽ ốp cái vén nó mỏng hơn nha mọi người. Vén nó chỉ có một phần thôi. Đấy, cái loại giấy ép này nó sẽ như thế này. MDF nha mọi người, hay còn gọi là giấy ép đó. Còn nếu mà MFC thì nó là mùn cưa răm. Và chiếc tủ như thế này giá chỉ 6 triệu 900 nghìn thôi nha. Bên trong đằng sau thì Mộc làm bén. Đây, ghép 2 tấm. Về làm cực kỳ đẹp và sạch sẽ nhé mọi người. Mua một chiếc tủ như vậy là giao tận nhà luôn, chỉ 6 triệu 900 nghìn. Đó. Thì tại vì lúc mà Mộc quay ấy, thì nó cái tiếng xe ấy, mọi người nó rất là ồn nên Mộc không có gọi là sao nhỉ, không có để tiếng thực cho mọi người được nên phải lồng tiếng nhé mọi người. Về chiếc tủ à, đấy có nó thiết kế bánh xe thì Mộc là lúc mà mình di chuyển ấy, là mình đẩy vô trong nhà cho khách được luôn. Còn chứ nếu mà không có bánh xe là mấy cái tủ này cực kỳ nặng mọi người, nếu mà bê phải 6 người bê, mà bê 5 6 50 mét hay 100 mét đấy là cực kỳ cực luôn nha. Và chiếc giường này là nó đi combo, chiếc giường này là 1m8 2m, giá là 4 triệu 800 ngàn. Còn cái giường này nếu mà nó có 1m6 2m ấy, thì giá chỉ có 4 triệu 600 ngàn thôi. Và nó có hai cái hộc kéo nhé mọi người, nó có hai cái hộc kéo ở bên va giường. Đó. Và chiếc bàn trang điểm này 1 triệu 400 ngàn. Chiếc giường 4 triệu 800 ngàn. Và chiếc tủ áo là 6 triệu 900 ngàn. Gỗ MDF. MDF này thì MDF chống trầy chống xước với lại chống nước trên bề mặt thôi nhé mọi người. Nhưng mà nếu mà cái nhà mà bạn xài như chẳng hạn chung cư hay là các nhà mà kiên cố ấy, bạn xài thằng này 15 20 năm là vô tư nhé, nó không có bao giờ hư đâu nhé mọi người. Trừ khi mà bạn bị ngập nước thôi. Còn chứ nếu mà bạn lấy khăn ẩm á, bạn lấy khăn ẩm khăn nó dơ, bạn lấy khăn ẩm nó nhúng nước ấy, bạn lau lên là cũng vô tư nhá, không sao hết. Tại vì trên cái bề mặt của nó là nó cũng chống nước luôn. Thì Mộc cũng có làm một clip rồi ấy. Nếu mà sắp tới sẽ làm một clip lại, chị hướng dẫn lại cho mọi người về cái phần mà nó chống ẩm với chống nước. Tại vì nhiều người người ta cứ sợ là dính nước, nhưng mà thực ra là trừ khi nào mình ngập nước thôi. Mình ngập nước ấy, như cái phòng này như nó ngập nước lên thì nó mới hư rồi. Còn chứ nếu mà bạn lấy khăn nước, bạn lau lên hay nó đổ nước hay để cái ly nước ở trên mặt ấy thì bạn xài vẫn bình thường nha mọi người. Là bạn để ly nước trên các mặt bàn hay là các ly nước đá nó đọng nước lại cũng không sao hết, bởi vì cái vén mặt của nó là nó chống nước mà mọi người. Đây là mấy anh thợ mà đang ráp cái giường là chuẩn bị hoàn thành xong rồi nha. Đó. Và phí như Mộc giao mấy cái món này mà giao về tận nhà chị ở Bà Rịa là 600 ngàn. Đó, cái giường sau khi hoàn thành xong rồi nha. Cái vén thì Mộc để trên 3 tấm vén. Đấy, nguyên combo giao nhà khách, giá cực kỳ rẻ nhé mọi người. Nếu mọi người thấy clip của Mộc hay thì bạn có thể đăng ký channel bên Mộc để tham khảo các mẫu bên khu làng nghề Mộc và bên xưởng nhà Mộc làm nha. Chào tất cả mọi người.